Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì Hoàng có một cái bộ chế zin 382 cho anh em này. Bộ chế Yamaha, hàng zin của 382. Đó, anh em nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345050399 nha. Đó, chế mới chưa xài. Đó, hàng chính hãng nha các bác nhá. Đó, hàng chính hãng của nó sẽ là chế Yamaha và nó sẽ đề chữ China ở đây nha các bác nhá. Anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại giúp em, còn cả cái cao su đây luôn. Đó. Và giá bộ chế này là 1.150.000 nha các bác nhá. 1.150.000. Hàng zin xịn. Bao ship tận nhà luôn. Anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345050399 nha. Chế Sittin